chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tạp chí Văn hóa Xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Xây dựng nông thôn mới nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên, hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại và môi trường xanh sạch đẹp. Xây dựng nông thôn mới được tiến hành trên cơ sở huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, khơi dậy tinh thần, ý thức tự lực, tự cường, tự vươn lên của mọi người dân. Kết quả từ xây dựng nông thôn mới cũng nhằm tạo không gian sống hòa thuận và dân chủ, vật chất cũng như tinh thần phong phú, hài hòa, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Hàng năm, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Khi gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã đã phân công trách nhiệm từng thành viên, đồng đốc thực hiện tốt nội dung kế hoạch, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền về các nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa và các nội dung khác của phong trào này ngay từ đầu năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Nhiều con đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất. Hiện nay, cảnh quan môi trường xanh ở Bình Lợi trở nên sạch, đẹp, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Thứ nhất là thay đổi được cái diện mạo ở nông thôn. Thứ hai là cái đời sống thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân trên địa bàn. Thì theo như thống kê năm 2015 là 36,5 triệu đồng. Đến thời điểm hiện nay là khoảng 67 triệu đồng người trên năm. Thì cái thứ ba nữa là trong cái việc là các cái cơ sở vật chất của trung tâm văn hóa, nhà văn hóa của các ấp thì cũng được đầu tư và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Tình hình an ninh trật tự xã hội tiếp tục được củng cố và giữ vững, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Các tệ nạn cờ bạc, số đề, trộm cắp, tai nạn giao thông từng bước được đẩy lùi. Hội phụ nữ xã cũng đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, vừa tập hợp hội viên, vừa góp phần giúp hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Chi hội 1 là hiện tại giờ là 378 thành viên. Trong đó thì chia ra làm 13 tổ. Thì trong cái xây dựng nông thôn mới của xã Bình Lợi thì chi hội cũng có tham gia rất là nhiều mô hình. Trong đó là mô hình 503 sạch, rồi mô hình 2 trong 1, và mới gần đây thì cũng hơn một năm là thành lập được cái tổ hợp tác trồng bưởi. Đi vào hoạt động thì cũng một năm thì cũng có hiệu quả. Còn về mà giúp đỡ các chị em bên hội viên khó khăn với hộ cận nghèo thì cũng đã vận động, bản thân em cũng vận động cùng với họ là xây được 2 căn nhà tình thương. Một hộ là đường dẫn vào ấp 4 xã Bình Lợi giờ đây không chỉ sáng xanh sạch đẹp mà hai bên đường còn được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau. Mỗi thành viên trong chi hội sẽ đảm trách việc dọn dẹp vệ sinh, tưới cây và hoa ở khu vực trước nhà mình. Tôi mới vận động chị em hội viên ở địa bàn của mình đó, tham gia vô các phong trào là 503 sạch, là sạch sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Rồi tham gia mình đóng góp, mình làm mấy cái con đường cho nó sạch, sáng xanh, sạch đẹp. Để cho chị em mình phấn khởi, rồi vui vẻ, rồi có cái đường đẹp nữa. Xã Bình Lợi đã và đang phấn đấu thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất hàng hóa lớn, gắn nông nghiệp với du lịch, dịch vụ, chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng xanh, sạch đẹp, hiện đại. Việc giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn truyền thống cũng đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự, gắn xây dựng nông thôn mới với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy và nhân rộng mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để thực sự tạo ra nông thôn mới bình yên. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng gia đình văn hóa trong xây dựng nông thôn mới là sự vun bồi cho những giá trị tốt đẹp đã và đang tồn tại, làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, khơi gợi được tinh thần, ý thức tự giác tham gia của người dân.
Đây là một quá trình lâu dài, xuất phát từ nhận thức cá nhân, đồng thời với việc quan tâm của các ngành, đoàn thể, hướng đến lợi ích của từng gia đình gắn với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Số hộ đạt gia đình văn hóa của xã Bình Hòa năm 2018 là 1.563 trên 1.576 hộ, đạt tỷ lệ 99,17%. Hàng năm, xã đều hướng dẫn ban vận động các ấp, họp các hộ dân triển khai đăng ký gia đình văn hóa trong quý 1 và 2/2 ấp đăng ký giữ vững ấp văn hóa. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được chú trọng quan tâm. Trung tâm văn hóa thể thao xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu được đầu tư xây dựng năm 2014 với tổng diện tích đất hơn 13.000 m², trong đó diện tích xây dựng 877 m². Diện tích còn lại là sân bóng đá, sân bóng chuyền, khu trò chơi thiếu nhi và các công trình phụ. Đây là nơi để tổ chức các chương trình tập huấn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao với hội trường văn hóa đa năng, các phòng chức năng, v.v. phục vụ cho nhân dân và các hoạt động của trung tâm văn hóa. Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như của cộng đồng dân cư được giữ gìn và phát huy, bài trừ mê tín dị đoan, 2/2 ấp đều có quy ước và được cộng đồng dân cư hưởng ứng thực hiện tốt. Việc tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến theo hướng văn minh tiết kiệm. Gia đình của tôi và con rể cũng rất hưởng ứng trong cái phong trào đóng góp. Đại khái như xây dựng cái đường đò băng qua cánh đồng thì ở nhà đóng góp cũng khoảng gần 500.000. Rồi con rể cũng, tay nó có điều kiện, nó cũng đóng góp đâu được mấy triệu, 2-3 triệu gì đó. Nói chung là rồi sức máy cài máy kéo rồi cũng hỗ trợ, rồi giúp cho cái thu hoạch, mình đi thu hoạch lúa rồi nó thuận tiện, nó dễ dàng. Gia đình ông Nguyễn Minh Châu ở khu A mới về đây sinh sống được hơn 3 năm. Ông Châu cảm thấy phấn khởi khi thấy diện mạo quê hương mới ở đây thay đổi từng ngày. Ông cũng muốn góp một phần công sức của mình ở lĩnh vực thể thao, mang môn võ cổ truyền đến gần hơn cho thế hệ trẻ. Tôi cũng rất là nhiệt thành, nếu trường hợp mà ở xã có yêu cầu thì tôi cũng cố gắng thể hiện hết cái tinh thần trách nhiệm của một người công dân cũng như là một người thầy. Tôi sẽ hướng dẫn cái phong trào võ thuật, mà nhất là phong trào võ thuật là về võ cổ truyền của Việt Nam. Cái thứ hai nữa là về võ dưỡng sinh cho mọi lứa tuổi, nhất là lứa tuổi người lớn. Để duy trì và nâng chất lượng nông thôn mới trong thời gian tới, xã Bình Hòa đang tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao, chương trình bốn giảm, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vào năm nội dung của phong trào xây dựng ấp văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian dành cho chương trình tạp chí văn hóa xã hội tuần này đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.